Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với Shadow của CZ. If you ask me to jump, Door to another dimension opens I'm now. asking Just to save you, I give all of me. I can hear you screaming now, call for me. It's my fault that you fall for me. Sợ ơi, đánh gì đây ta, đánh gì đây ta. Oh, chơi an toàn nào anh em ơi, chẳng ra đóng con này đi. Đóng con này vào trước nhé. Choi cho con này nhé. Ở choi thường mình sẽ đánh thú hoặc là đánh thên. Thên cũng uy tín. Thên thú uy tín. Just to save you, I give all of me. I can hear you screaming now, call for me. It's my fault that you fall for me. What is my target? What is my target? You, I give you all. What is my target? Bạn cũng khá là khỏe anh em ơi, nhưng mà bạn khỏe đấy. Mình cũng khỏe, không sợ đâu. Just to save you, I give all of me. Chết rồi. Hơi căng nha. Không căng đâu. Vio ulti chết cả đôi à? Chết. Ferrari. Just to save you, I give all of me. Thua bán này thắng bán này nhé. Này kết cẳng thế nhỉ. Này kết xin không chết này không? 3.000 cũng có chết được. Just to save you, I give all. Cắn cái bà này. Đại thủ 4 là có Noman nào đâu, đã có ám hoàng rồi. Bây giờ mình có 20% tỷ lệ tướng 3 vàng này, mà đây đã có con ám hoàng kia. Bây giờ mình mới có. Mình cũng có. Tùy á, nếu mà có con Quillen 2 nữa mà thêm cho ám hoàng vào chơi thì cũng được. Yes, I did. Oh, just to save you, I think. It's my fault that you fall for me. Thánh nữa. Cái khả năng cao là mình phải bị ép đánh thú rồi anh em ơi. Không còn đường đường lui nữa rồi. Không còn đường lui nữa rồi. Top floor luôn, nó xin luôn cũng được. Anh nhà Tây cũng được đây.
Không còn đường lui anh em ơi, không còn đường lui rồi. Phải chơi thế này thôi. Nắm hoàng mình phải lấy con này và đốc sĩ thay. Đánh thú thôi anh em ơi, bắt mình đánh thú rồi à. Không sao, trận này mấy trận rồi mình tướng mình đồ mình khá là xấu rồi nên là chắc là bây giờ ông trời bắt đầu thương mình rồi anh em. Đến lúc không thể nào xấu mãi được không? Còn liềm nữa à? Ai da, ba đổ cho von cát à? Không cố ý đâu các bạn, ba đổ cho von cát luôn mà. Được của nó đấy các bạn ơi, ui được của nó đấy. Asking how high. Bọn này mua lại được không? Just to save you, I give you all of me. I can hear you screaming now, calling me. It's my fault that you fall for me. Yon Hên xui. Dù có quả sách thánh này thì cũng không hợp con Yon lắm. Ui, bắt đầu sướng thật anh em ơi. Để mang lại bao kỷ niệm. Trời ơi. Thương bên này, thương bên kia. Cái này bế con bế 2AT mình. Cũng hơi cầm gọn. Chơi an toàn nhé anh em. Giờ nó em ra con con cát sớm nữa thì hết ý anh em. Giờ nó cho con floor sớm nữa, được cho con cát sớm nữa thì. Con này thì để đề phòng nhé, con này đề phòng mình có gì nhỉ? Mình có thể thạch đồ ấy, mình có thẻ gì đó thì mình cân nhắc cho bạn ấy vào nhé, còn không thì chắc là thôi. 20 vàng. Để có thể cũng chơi kiểu này được đi. Cho nó an toàn trên hết. Khá là tín này em. Đây là 7 tướng cũng tỷ lệ khá là thấp này em. Chỉ cần tiếp 1 vàng này roll. Rồi con floor xin đôi rồi bạn ơi. AT cứu được anh không? Cứu anh AT ơi. Ôi ông cứu được rồi. Ô cứu được này. Cần cứu được ạ. Tiếc quá bạn ơi. Tiếc quá bạn ơi. Em sắp đến tầm 2AT nó bắt đầu yếu rồi em ơi. Tầm khoảng 7 tướng là 2AT em thấy hơi ngợp rồi. 6 tướng, thì các bạn mới sáng 6 tướng rồi. AT thấy hơi ngợp. Cái bởi vì con 2AT này chiêu của nó chỉ single target thôi, nó xuyên được. Nó không hẳn là xuyên được đâu. Nên là đây là bắt đầu nhiều tướng là cũng thấy hơi khói 2AT rồi. Cái này thấy tròn luôn. Hai liền thì hơi nhiều nhưng mà Chrissy. Thì bật John rời đấy được. Cái tạm thời thế này tiếp nữa nhá. Chuyển 2AT cầm liền còn lại đi. Cần nếu mà có floor 2 mình sẽ cho nốt con rat này vào. Tại rat mình vẫn đang rat 1 nữa, chưa muốn lắm. How high?
to a summer's day. Floyd còn liềm này. Thua một. Xiên. Cố gắng giành lại chuỗi thắng nha anh em nhé. Chứ trận này tướng mình đồ mình ngon à. Cười ác quỷ. Ác quỷ sắp xuất hiện rồi. Đánh phải thế chứ. Đánh mấy trận toàn trợ bùng nổ rồi khiên thất truyền. Trợ bùng nổ khiên thất truyền chúng tôi rồi. Đánh phải thế này chứ. Tướng phải thế này chứ. Bây giờ truyền. Bắt tay bên này dầm thôi đẹp. Thường hai bên. Vio đần này xuống dưới. Mình trong floor được. Không, ra hai tệ. Tệ. I can hear you screaming now, call for me. It's my fault that you fall for me. Thế cứ kiểu gì ấy? Kiểu có trận mà tướng à đâu, có trận đồ mà đã xấu thì nó sẽ phải cực xấu ấy. Có trận mà đồ nó đã đẹp thì thở hơi nó cũng đẹp. Mấy cái trận mà có chữ bùng nổ là kiểu gì mình sẽ có thêm một cái khiên tất truyền nữa kèm vào, cộng với cả thêm hai cái kẹo mút nữa và thêm mấy cái gì đấy nữa. Rất khổ em. Trận nào cái đồ này có phải dễ chơi không? Chơi game nó đúng là dẫm trận giải trí. Chơi game mình thích chơi nhẹ nhàng thôi, mình cũng chẳng thích chơi động não nhiều, tốn calo não. Lau bên kia khá là ok này. Lau bên kia gánh phết đấy. Lau cầm cái truy hồn ấy đốt hết cả con Gaia mình. Mình còn một cái liềm đúng không? Xuyên được. Tulen nốt rồi. Xong. Phải thế. À, lau hại nó cần hết. Thật đấy. Ôi trời ơi, cái gì đây? Cái gì đây? Wow, các bạn ơi. Wow, hold up các bạn ơi. Hold up. Wait. Nhiều tướng quá, không kịp nghĩ anh em ơi. Chỉ biết ném tướng lên. Vội quá. Mình có cần con Teo 2 nhỉ? Cần con QC 2 nhỉ? Đang vòng 16 mình khả năng mình giữ hai con QC cũng được. Nếu mà mình thích mình sẽ ném thành con QC 2 nếu mà có một cái thẻ hóa tộc và một thẻ thú gì đấy. Còn không thì thì mình sẽ đánh thên cho vui. Mình thích đánh thên hơn là đánh phần đánh teo anh em ơi. Trận này cũng chưa có truy hồn đúng không? Trận thánh. Các bạn em chắc bỏ đi được rồi. Rồi muộn thì có tướng mà thay. Ôi giời ơi. Cuộc sống nó không sống như cuộc đời các bạn ơi. Ôi giời ơi. Có cố ý đâu. Ok. 4 thú rồi đúng không? Ok, bán này được không? Bán này không làm gì, ok. Cuộc sống nó lại không giống với cuộc đời. Trời ơi. Có cố ý đâu, trời ơi. Cuộc sống, trời ơi. Ôi trời ơi, này đánh gì nữa anh em? Này gì, đánh gì nữa? Đấy, game gì nữa? Này.
Này chơi game gì nữa anh em ơi? Thích mình được phong cách 2 luôn, giữ chuỗi à đâu mất sự à đâu có mỡ chuỗi thắng. Ôi ôi. Quay ra quay vào còn hai con Malok anh em ơi, bình tĩnh nào các bạn ơi. Chill bro. Calm down. Anh em đánh nhanh tới đấy, đánh nhanh thắng gọn là anh em. Quay ra quay vào còn hai con Malok ạ. Mới vòng 16 luôn. Full ma tộc à? Full bo ma tộc à? Điên thật. Chưa tự tin thắng lắm đâu nha anh em nhá, nhưng mà bình tĩnh, mình sẽ bình tĩnh lên 9 thôi này. Bởi vì bây giờ không roll được có thêm con. Bây giờ chắc chắn không có thẻ ma tộc rồi này, thì mình sẽ đấy, có thể sát thủ đánh quy được không nhỉ? Đó. Thằng nào nó cũng ngon. Và đúng hai con ma lúc mình à, bạn nào vừa bỏ mất hai con ma lúc. Cái này cũng không quan trọng nữa, là mình dành cái này đi. Và mình đánh được cái này thì hay là mình đánh luôn cả cái ấy nữa nhỉ? Cái con quy ấy nhỉ? Thì không đánh thê nữa, đánh quy. Đánh quy thì cũng mình nghĩ cũng được. Quy cũng được ha. Mà lúc nhảy một phát đâu em? Just to save you, I give you all of me. Nhưng mà em sát thủ là nó là... À, cái này em chưa kích được đúng không? Chỉ đi được xuống hàng sau thôi. Nhưng mà sát thủ, hai sát thủ thì 15% tỷ lệ chí mạng à? Cũng không ok lắm nhỉ? Trong này cho nó con cát, nhưng mà cát ba đồ này thì mình đang không muốn lắm em. Nếu mà có quy hay có gì thì chúng ta sẽ cân nhắc tiếp nhé. Quả đồ này khá là uy tín ấy. Tanh bên này đấy. Trên I give you all. Cái này trên này còn quy sĩ này. Quy sĩ này. Và mình sẽ chờ một con thên hoặc một con quy thôi. Bây giờ vẫn đang hơi ưu tiên con thên một chút nhỉ. Quy bạn này cầm một chút này. Lúc mình nhảy được. Yon nhảy tưng tưng luôn. Úi giời. Chắc chắn là cái sát thủ này nó không... Thế nào nhỉ? Nó không kích được cái gì. Nhưng mà cái khiên tắc chuyển kia thì... thì mình cũng không để dùng để làm gì ấy. Nên là thôi thà không dùng khi tất truyền là hơn. Thà lấy sát thủ này khi con ma lốc nó nhảy xuống được. Rồi. Ok. Ok. Sẽ tốn một tí tiền đã nhé, nhưng mà này. I can hear you screaming now, call for me. It's my fault that you fall for me. Some say you, I give you all. Bây giờ mình thử để con sát thủ con cát này xuống, nhưng mà nó xuống nó thêm chí mạng thì cũng không làm gì. Thôi Malok nhảy xuống đáy cũng được. Malok nhảy xuống đáy như kiểu nó là một con Nakod ấy nhỉ. Xuống nó nhảy một phát ulti. Cũng hay. Đánh con PC đi, biết đâu mình lại lên được thêm một shot tướng nữa nhỉ. Ta sẽ để con này, mình muốn con này chắc chắn bay xuống thì mình sẽ để góc này đi. Chỗ này hơi gần nhỉ. Không sao. Bảo kê cho con Vera một chút. Nhưng lần này nó cũng khá là quá khỏe rồi, mình cũng có nhiều yêu cầu lắm. Quy à? Thì quy cũng được, lấy quy cho thầy thêm.
quy đi. Chơi một tí quy đi. Sao lại thế nhỉ? Suy nghĩ xong. Ask you how high. Cố ý đâu anh em ơi, nhưng mà nó cứ như thế. Không vội anh em ơi, chúng ta không vội. Chúng ta sẽ chờ hai vòng rồi chúng ta lên bình thường thôi. Này mình khá tự tin với đội hình của mình. Chờ con ma lốc 3 và không con cắt 2 gì đấy. Không vội. Tập 6 máu mà anh em vội gì nữa giờ này. Chơi thôi. Cứ chơi thôi. Just to save you, I give all of me. I can hear you screaming now, come for me. It's my fault that you fall for me. Some say you, I give you all. Just to save you, I give all of me. All of me. Chưa ai Vera. Cầm má lúc nhỏ không ai có cầm Vera. Nhưng mà cái này cho con Vera để con Malok cầm truy hồn à thì không hay lắm nhỉ, không thể lắm. Hôm sau mình lên chắc mình cho truy hồn cho Vera thôi, xong đánh thường linh tinh để nó giết con cát các thứ thôi anh em ơi. Yeah, nói chung là vậy thôi, cũng không có gì, mình chơi vui vui ấy. Chỗ này mình chẳng dùng não luôn, não tắt luôn này. Ok, con này dính truy hồn rồi này. Card này dính truy hồn này. Chơi con card mình, ba đồ chuẩn này. Rồi dính truy hồn nhưng mà nó không chết được. Rất buồn. Câu chuyện buồn. Đến lúc cũng phải chết thôi. Let me be your hero. Không có đối thủ rồi, không có đối thủ rồi. Just to save you, I give you all of me. Honey, you're screaming now, call for me. It's my fault that you fall for me. Để cho con Teo ngon, con Teo cầm truy hồn nó cũng khá là uy tín. Cho má lốc thì nó tanh cũng được. Tùy. Thế nữa này anh em ơi. Thế nhưng mà bây giờ có Teo 2, mình sẽ chơi tạm Teo 2 nhé. Chơi thấy quy. Vẫn còn một cái thẻ thắng sao, anh em ơi. Đoạn này hai con này. Con cát nhảy này. Teo 2 còn liềm, ok. Ma lốc nhảy này. Khó đỡ quá. Ôi, một bạn đi rồi các bạn. Thứ ba mình cũng sợ bạn này nhất này, bởi vì bạn này cầm Yon. Còn hai bạn còn lại thì mình cũng hơi sợ bạn Lily này hơn này. Có thể Lily bạn choáng quả đẹp. Thế thôi. Cũng không sợ gì nhiều lắm. Nha. Yeah. Lấy thêm cả hai cái này đi. Đâu chuyện gì xảy ra? Quy này thử không? Thôi. Teo 3 chắc thôi nhá. Không có ý định dùng Teo 3 đâu. Và mình đang chờ một con ma lốc 3 hoặc là một con cát 3 gì đấy thôi. Phục thủ lại những cái trận trước mình đã thua một cách lãng xẹt anh em. Một cách lãng xẹt. Rồng thua đẹp quá này. Để ý mua bạn này một chút nhé. Không chết nhà nó cũng hơi rủi ro đấy. Con cát mình chết rồi. chưa phải bất tử đâu anh em ơi. Có thể thua được đấy. Để ý bạn kia một chút. Just to save you, I give you all of me. All of me, I can hear you screaming now, call for me.
It's my fault that you fall for me. So say to you, I give you all. Just the same, I'm getting older. I can hear you screaming now, call for me. Còn 6 von cát nhỉ. Mình nghĩ trận này lên là von cát 2 thôi. Mà là mình sẽ lên bằng cái lạc sao mình lên bằng gì nhỉ? Trận này không có Yon nữa rồi đúng không? Tự tin hơn một chút. Bán thần này không sợ lắm này. Bạn này thì có thể bạn ấy rồng bạn ấy thổi khá đẹp này. Mình sẽ lấy một von cát 2 cho nó sống như là trâu. Vậy thôi. Thế đi thử. Thêm một tướng thì mình thêm một Chrissy. Còn thế thì chúng ta sẽ bán hai bạn này đi này. Chúng ta sẽ chờ xem chúng ta đánh con gì thôi. Lily cũng được. Thêm một. Đây là một con thêm 2 mình đánh nhé. Phải nhái ạ. Kể cả bạn này quy hai mươi quy 3 liền đúng không nhỉ? Thêm vẫn bổ được. Ôi ôi đau thế. Ôi giời ôi đau thế. Bây giờ mình đang cân nhắc mình có nên mình để nhầm cái liềm ấy. Mình cân nhắc mình có nên dùng con teo nhỉ? Tầm teo cầm truy hồn ở dưới cũng khá là ok, nhưng mà con thêm ra nhiều đam quá. 24.000 đam ok phết. Mà mana đây. Thêm một choi con thêm nữa. Hết ý anh em, hết sảy. Hết sảy. Thôi giờ cố gắng ma lốc 3 xong rồi né con truy hồn sang cho con kia. Ma lốc 3 mình theo đó. Nhưng mà mình muốn con cát nên là mình sẽ để cái này đi. Sẽ để được con cát 3. Làm con cát 2. Ai à, cái thế nhở mình lên gì bây giờ? Malok 3, Von Cát 2. Vạn kiếp sầu nhá. Cát này chơi được thoải mái. Tên này cũng chơi được. Tên có truy hồn. Đây quả này mình có liềm cho Von Cát là ok hơn liền. Đi. Mày thì gặp mình cũng phải do tin cuồng phết. Nhưng mình cũng muốn lên một con gì đó cơ anh em ơi. Muốn kết thúc cái này. Malok 3, Von Cát 2. Muốn lên cả 2. Rồi, Malok 3 rồi. Thế thì chúng ta lại có Von Cát 2 nhé. Ok, về chưa? Thương bắt góc bên kia đúng không? Chọn này bắt. Thền mình bổ được. Malok chắc chắn sẽ nhảy được xuống này. Nếu bạn này thay cái thương ra bên này thì mình sẽ để con von cát ra bên kia thôi. Nói chung này cái chiều von cát ngược với là chiều con cái thương rồi. Nào đổi góc không? Đổi góc rồi. Né con thên kìa, con thên này không dính đam kìa anh em. May mắn thật. Rồi, úi rồi ôi. Chịu. Thế chịu. Ai, von cát nhiều đam nhất, thế nhiều đam thứ hai, mà lốc 3 và nhiều đam thứ 3 anh em ơi. Nice. Ôi rồi, anh em ơi, mình đến đây cũng kết thúc rồi. Trận đấu cũng khó khăn hơn mình nghĩ. Mình nghĩ trận đấu này sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà vậy thôi, mình đến đây kết thúc rồi. Anh em thích clip trên thì hãy like, subscribe và
comment xuống phía dưới những góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Ok, bye bye.